Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944 tại thôn Lại Đà, xã Hội Phụ, huyện Đông Ngàn, tỉnh Bắc Ninh, nay thuộc thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội, trong một gia đình bần nông và là con út trong số 4 anh chị em. Từ năm 1957 đến năm 1963, ông học trường cấp 2 và cấp 3 Nguyễn Gia Thiều tại huyện Gia Lâm, nay thuộc quận Long Biên, Hà Nội. Năm 1963, ông theo học khoa văn tại trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và tốt nghiệp bằng cử nhân ngữ văn. Vào ngày 19 tháng 12 năm 1967, Nguyễn Phú Trọng đã chính thức trở thành đảng viên của Đảng Lao động Việt Nam. Từ tháng 12 năm 1967, ông công tác tại tạp chí Học tập, đây là tiền thân của tạp chí Cộng sản, một trong ba cơ quan tuyên truyền quan trọng nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 8 năm 1973, Nguyễn Phú Trọng được cử đi học lớp nghiên cứu sinh về kinh tế chính trị tại trường Nguyễn Ái Quốc, nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Khóa học sau đó đã kết thúc vào tháng 4 năm 1976. Từ tháng 9 năm 1981 đến tháng 8 năm 1983, ông được cử sang Liên Xô làm nghiên cứu sinh và bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ ở bộ môn khoa học lịch sử tại Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô. Tháng 8 năm 1983, Nguyễn Phú Trọng từ Liên Xô về nước, tiếp tục công tác ở ban xây dựng đảng của tạp chí Cộng sản. Sau đó ông được đề bạt làm phó trưởng ban vào tháng 10 năm 1983 rồi trưởng ban vào tháng 9 năm 1987, ủy viên ban biên tập tháng 3 năm 1989, phó tổng biên tập tháng 5 năm 1990 và tổng biên tập tháng 8 năm 1991. Năm 1992, Nguyễn Phú Trọng đã được nhà nước phong hàm phó giáo sư và năm 2002 ông được phong hàm lên giáo sư chuyên ngành xây dựng đảng. Từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 1 năm 1994, tại hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Đảng Cộng sản Việt Nam họp ở Hà Nội, ông đã cùng với 19 người khác được bầu bổ sung vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 7 nhiệm kỳ 1991-1996. Tháng 8 năm 1996, Nguyễn Phú Trọng được điều làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội kiêm trưởng Ban Cán sự Đại học, phụ trách công tác tuyên giáo của Thành ủy. Cũng vào tháng 3 năm 1998, ông lên làm Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phụ trách công tác tư tưởng văn hóa và khoa giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ tháng 8 năm 1999 cho tới hết nhiệm kỳ của Đại hội 8 năm 2000, ông đã tham gia thường trực Bộ Chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 8, trực tiếp chỉ đạo việc biên soạn văn kiện Đại hội 9 của Đảng. Vào tháng 1 năm 2000, Nguyễn Phú Trọng nhậm chức Bí thư Thành ủy Hà Nội. Tháng 11 năm 2001, ông cũng kiêm nhiệm thêm chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phụ trách công tác lý luận của Đảng. Từ đầu năm 2003, ông đã trực tiếp chỉ đạo công tác tổng kết 20 năm đổi mới, chuẩn bị và biên soạn tiếp văn kiện Đại hội 10 của Đảng. Ngày 26 tháng 6 năm 2006, ông đảm nhận chức Chủ tịch Quốc hội khóa 11 do người tiền nhiệm là ông Nguyễn Văn An từ chức để nghỉ hưu sớm. Ngày 29 tháng 11 năm 2006, ông đã điều hành Quốc hội đã thông qua và phê chuẩn nghị quyết số 71 về gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bên cạnh đó, đã thực hiện ban hành và sửa đổi 84 bộ luật và 34 pháp lệnh. Quốc hội khóa 11 đã thông qua nghị quyết về phương án quy hoạch, xây dựng nhà Quốc hội. Tại Quốc hội khóa 12, Nguyễn Phú Trọng đã tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội và đã thông qua nghị quyết về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh liên quan và giải thể tỉnh Hà Tây. Tại kỳ họp thứ 6 khóa 12, ông đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án thủy điện Lai Châu, nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Ngoài ra còn thông qua 67 luật và 14 pháp lệnh. Vào ngày 19 tháng 1 năm 2011, ông đắc cử chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam kế nhiệm Nông Đức Mạnh. Ngày 11 tháng 10 năm 2011, ông thực hiện chuyến công du đầu tiên đến Trung Quốc với tư cách là Tổng Bí thư. Theo đó, Nguyễn Phú Trọng và Hồ Cẩm Đào đều đồng ý tránh làm phức tạp tình hình tại Biển Đông và bình tĩnh xử lý những bất đồng thông qua đàm phán hòa bình. Năm 2012, ông đã thực hiện nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nga. Ngày 20 tháng 11 năm 2013, ông trọng thăm chính thức Ấn Độ. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ lần này cũng nhằm góp phần vào việc tăng cường quan hệ Việt Nam-Ấn Độ, đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước lên tầm cao mới, thực chất hơn, hiệu quả cao hơn. Năm 2015, ông Trọng đã có chuyến thăm đến Trung Quốc, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt phương châm láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai và tinh thần láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt, luôn nắm vững phương hướng phát triển của quan hệ Việt-Trung. Cũng trong năm 2015, ông Nguyễn Phú Trọng công du đến Hoa Kỳ. Ông cũng là Tổng Bí thư đầu tiên đặt chân đến Hoa Kỳ. Trong chuyến thăm ông đã gặp Tổng thống Obama, đây được coi là cuộc gặp lịch sử sau 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ, 2 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Ông còn gặp Phó Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Clinton. Tại buổi nói chuyện ở Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, ông đã thẳng thắn nói về dân chủ tại Việt Nam với học giả Mỹ. Cùng thời gian này, ông Nguyễn Phú Trọng đã khởi xướng chiến dịch đốt lò,
nhằm làm trong sạch bộ máy nhà nước. Ông Trọng là người đã trực tiếp chỉ đạo và tham gia chủ trì các cuộc họp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư trong vai trò người đứng đầu Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Ngày 30 tháng 9 năm 2017, ông Nguyễn Phú Trọng đã trực tiếp chủ trì Hội nghị Trung ương 6 và đã ra thông báo kỷ luật Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng. Sau đó vào ngày 8 tháng 5 năm 2018, ông Thăng đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam và vào ngày 29 tháng 10 năm 2018, ông Đinh La Thăng đã bị khởi tố điều tra về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày 31 tháng 10 năm 2018, ông Thăng đã bị tuyên án 18 năm tù và bồi thường 600 tỷ đồng. Tại hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, ngày 31 tháng 1 năm 2021, ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử chức Tổng Bí thư khóa 13. Sau khi tái đắc cử chức Tổng Bí thư, Nguyễn Phú Trọng tiếp tục chỉ đạo các hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam và các công tác chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước. Trong suốt nhiệm kỳ của mình, ông tập trung vào việc đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng, với nhiều vụ án lớn được đưa ra xét xử, nhiều quan chức cao cấp bị khởi tố và kết án. Đồng thời, ông cũng đặt trọng tâm vào việc củng cố nội bộ Đảng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có năng lực và phẩm chất đạo đức cao. Trong lĩnh vực kinh tế, Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo các nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài. Các chính sách và biện pháp mà ông và Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra nhằm mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một nước có nền kinh tế tự chủ và bền vững. Về mặt xã hội, ông chú trọng đến việc bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục và y tế, cải thiện đời sống của người dân, đặc biệt là các vùng nông thôn và miền núi. Chính sách đối ngoại dưới thời Nguyễn Phú Trọng cũng nhằm tăng cường vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, duy trì môi trường hòa bình và ổn định để phát triển đất nước. Ngày 18 tháng 7 năm 2024, Bộ Chính trị đã có quyết định trao Huân chương Sao vàng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Huân chương Sao vàng là huân chương cao quý nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để tặng các cá nhân có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Trong suốt quá trình công tác, Nguyễn Phú Trọng luôn giữ vững lập trường, tư tưởng và phong cách lãnh đạo kiên định, có tầm nhìn xa, gương mẫu, giản dị và gần gũi với nhân dân, là tấm gương sáng cho các thế hệ cán bộ, đảng viên noi theo. Cảm ơn các bạn đã xem Kiến thức mở và đừng quên bấm like cùng đăng ký kênh để đón xem các tập tiếp theo.